Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Trung Sơn. Nói đến khu Trung Sơn là một cái khu dân cư rất là đẹp và đã hình thành rất là lâu rồi. Nên về vấn đề ở khu này là đã có sổ hồng, sổ đỏ và được xây dựng gần như là 90%. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái biệt thự rất là đẹp tại khu dân cư Trung Sơn. Biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn với diện tích là 10x20. Kết cấu xây dựng là một trệt, hai lầu và một sân thượng áp mái. Và điều đặc biệt của căn biệt thự này là đối diện với lại bờ sông Trung Sơn. Trong cái bờ sông bên này thì mình nhìn qua bên kia là khu dân cư Him Lam và một số trường đại học RMIT, đại học Tôn Đức Thắng, đại học Cảnh sát Nhân dân. Thì nói đến khu dân cư Trung Sơn là một khu dân cư kết nối rất là gần. Nếu mà mình đi di chuyển từ khu Trung Sơn này mình về quận 7 thì mất tầm khoảng chỉ 2 phút đi qua cây cầu Him Lam. Và khu dân cư Trung Sơn kết nối về trung tâm quận 1 chỉ cần khoảng 5 phút mình di chuyển đến đường cầu Nguyễn Văn Cừ là mình có thể qua quận 1 hoặc quận 5. Khu dân cư Trung Sơn là một khu dân cư rất là yên tĩnh. Tất cả cơ sở hạ tầng ở đây là khá là hoàn chỉnh rồi. Vỉa hè, đường xá và đặc biệt là rất là nhiều cây xanh. Khi quý anh chị mà sở hữu khu dân cư này thì quý anh chị nghĩ là đây là một nơi gọi là rất là đáng sống. Và khu dân cư Trung Sơn này tiếp giáp với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Nên là quý anh chị khi mà sở hữu biệt thự tại khu dân cư này thì mình có thể là di chuyển về là miền Tây hoặc là mình đi tất cả các tỉnh hoặc những cái thành phố khác, như là mình di chuyển về quận 2, quận Thủ Đức, đi qua cầu Phú Mỹ rất là dễ dàng. Một điều đặc biệt của cái khu dân cư Trung Sơn này là rất là mát mẻ, bởi vì là gần như là hai bên, hai mặt tiền là mình là giáp sông. Và hiện tại thì dọc theo con đường khu dân cư Trung Sơn là con đường 9A thì rất là nhiều cái mặt hàng để kinh doanh buôn bán, nên là quý anh chị có thể là tha hồ mua sắm. Rất là gần siêu thị Lotte Mart. Rồi kết nối Phú Mỹ Hưng chỉ tầm khoảng là 5 phút đi xe máy. Thì để có nhiều thông tin hơn về cái căn biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn thì quý anh chị alo ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu lại cung cấp nhiều hơn cái thông tin để cho quý anh chị nắm rõ về khu dân cư Trung Sơn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.